Tình báo Mỹ nói Iran đang di chuyển vũ khí, có thể lên tới 100 tên lửa hành trình. Nga thành công phóng thử tên lửa xuyên lục địa. Đa số người dân Đức không tin Ukraine có thể giành chiến thắng. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng Youtube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Trong bối cảnh Iran và Israel leo thang căng thẳng sau vụ tập kích tòa nhà ngoại giao Iran tại Syria, tờ CNN ngày 13 tháng 4 dẫn hai nguồn tin nắm rõ thông tin tình báo Mỹ cho biết, Iran đang di chuyển các trang thiết bị quân sự, bao gồm cả máy bay không người lái UAV và một tên lửa hành trình, có thể là dấu hiệu cho một tấn công đối với các mục tiêu của Israel. Mỹ đã phát hiện Iran đang chuẩn bị đến 100 tên lửa hành trình nhưng không rõ liệu chúng có dự định tấn công Israel từ lãnh thổ của mình hay đang lên kế hoạch ngăn chặn Israel hoặc Mỹ đáp trả trong trường hợp Iran tấn công. Động thái này của Iran xảy ra trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công trả đũa từ Israel. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 1 tháng 4, Iran đã cáo buộc Israel tấn công đại sứ quán của họ ở Damascus, Syria. Mặc dù Iran có ý định thực hiện một cuộc tấn công trả đũa lớn nhưng họ cũng muốn tránh bị cuốn vào một cuộc xung đột trực tiếp với Israel và Mỹ. Do đó, thông tin tình báo của Mỹ đánh giá rằng Iran có thể sử dụng lực lượng thân Iran để tiến hành cuộc tấn công đầu tiên. Các quan chức Mỹ tin rằng việc Iran tấn công trả đũa Israel là không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề về thời gian. Trong bối cảnh đó, một số quốc gia đã cảnh báo công dân của họ tránh việc đi lại đến Israel, Iran và khu vực Trung Đông nói chung. Theo thông tin của AFP, ngày 12 tháng 4, Bộ ngoại giao Ấn Độ đã ra một thông báo khuyến cáo công dân không nên đến Iran và Israel cho đến khi có thông tin mới do tình hình căng thẳng trong khu vực. Bộ ngoại giao Ấn Độ cũng nhấn mạnh công dân Ấn Độ tại hai quốc gia này nên tuân thủ các biện pháp an toàn tối đa và giảm thiểu việc di chuyển. Trước đó, các quốc gia như Mỹ và Nga cũng đã phát đi thông báo tương tự, khuyến cáo nhân viên ngoại giao và công dân của họ hạn chế đi lại trong khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân tại Israel không ra khỏi các thành phố lớn vì họ đánh giá Iran có thể tấn công với hơn 100 chiếc máy bay không người lái UAV và tên lửa nhắm vào các mục tiêu quân sự. Pháp cũng đã cảnh báo công dân về việc hạn chế đi lại trong thời gian tới đối với Iran, Liban, Israel và các vùng lãnh thổ Palestine. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Seyone cũng yêu cầu sơ tán các thành viên gia đình của nhân viên ngoại giao Pháp ở Iran và không cử bất kỳ nhân viên nào tới các quốc gia nằm trong danh sách công tác. Ngày 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã khuyến cáo công dân của họ không nên đến Israel, Palestine và Liban. Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng cảnh báo về khả năng leo thang bất ngờ các hoạt động quân sự, xảy ra những khó khăn đáng kể cho việc rời khỏi những khu vực này. Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng nói rõ, bất kỳ tình huống leo thang nào cũng có thể dẫn đến hạn chế đáng kể về giao thông hàng không và tắc nghẽn tại các cửa khẩu biên giới trên đất liền. Trong khi đó, hãng hàng không Lufthansa của Đức đã quyết định gia hạn lệnh đình chỉ các chuyến bay tới và từ thủ đô Tehran của Iran đến ngày 18 tháng 4 và các chuyến bay sẽ không bay qua không phận Iran trong thời gian đó. Hãng hàng không này đưa ra quyết định trên sau khi đánh giá cẩn thận các báo cáo phân tích an ninh của chính phủ. Ngày 12 tháng 4, trong một cảnh báo đi lại mới ban hành Bộ ngoại giao Đức nêu rõ: "Trong căng thẳng hiện nay, đặc biệt là giữa Israel và Iran, không thể loại trừ khả năng các tuyến vận tải đường hàng không, đường bộ và đường biển có thể bị ảnh hưởng. Công dân Đức có nguy cơ bị bắt giữ" thẩm vấn và bị kết án tù dài hạn. Những công dân có hai quốc tịch Iran và Đức đặc biệt dễ gặp rủi ro. Hãng hàng không Áo là hãng hàng không cuối cùng của Tây Âu, vẫn duy trì các chuyến bay tới Iran, nhưng họ cũng đã thông báo tạm dừng tất cả các chuyến bay từ Vienna đến Tehran cho đến ngày 18 tháng 4 để đối phó với tình hình căng thẳng ngày càng leo thang trong khu vực. Hãng hàng không này cho biết trong một tuyên bố, các tuyến bay đi qua không phận Iran cũng sẽ được điều chỉnh, sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn của chúng tôi được ưu tiên cao nhất. Trước đó, ngày 12 tháng 4, Bộ Ngoại giao Áo đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Iran. Tổng thông tin khẩn cấp quốc gia của Israel cũng đã phát đi hướng dẫn để đảm bảo an toàn, gửi đến người dân từ 18 giờ ngày 11 tháng 4 đến 18 giờ ngày 14 tháng 4. Căng thẳng giữa Iran và Israel dĩ nhiên không chỉ bắt nguồn từ vụ tấn công tại Syria. Ngoài lịch sử đối đầu, suốt nửa năm qua, Iran và các lực lượng do nước này bảo trợ đã phản đối gai gắt chuyện Israel tấn công giải Gaza do Tổ chức Hồi giáo Hamas của người Palestine kiểm soát. Tính đến trước vụ tòa nhà ngoại giao Iran ở Syria bị tấn công, phương Tây vẫn tin rằng Iran sẽ giữ căng thẳng dưới ngưỡng xung đột trực tiếp với Mỹ, đồng minh của Israel. Thậm chí kể cả khi nguy cơ Iran tấn công Israel hiện hữu, người Mỹ vẫn nghĩ Tehran sẽ tìm cách kiểm soát, không để tình hình vượt quá giới hạn. Theo chiều ngược lại, người Mỹ cũng có lý do lo lắng khả năng xung đột leo thang và kịch bản Mỹ xa lầy trong một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Theo tờ Times of Israel, thông tin chưa kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày nay nói Iran có thể tấn công cơ sở hạt nhân ở Dimana cũng như một sân bay nhỏ ở Haifa. Dù Iran thực sự đáp trả Israel theo bất kỳ mức độ nào, diễn biến này vẫn như quả bom thả vào khu vực Trung Đông vốn đã căng thẳng vì chiến sự tại giải Gaza. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM từ bãi phóng Kubitsk-Tinja ở vùng Atchakhan, tuy nhiên không nêu chủng loại, cho biết đây là một phần trong chương trình thử nghiệm các hệ thống tên lửa hứa hẹn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kíp chiến đấu thuộc lực lượng tên lửa chiến lược hôm ngày 12 tháng 4 phóng thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM từ thao trường Kabustinja ở tỉnh Achakhan. Nga không tiết lộ loại hệ thống được thử nghiệm. Nga đang sử dụng tên lửa RS-24 Jazz, NATO gọi là SS-29, làm công cụ dân đe hạt nhân di động, nhưng được cho cũng đang phát triển phiên bản kế nhiệm hệ thống này. Một đoạn video mới được công bố đã ghi lại cảnh vụ phóng diễn ra vào ban đêm trong đó xe chở đạn kiêm bệ phóng được đặt trong một nhà chứa chỉ có phần ống phóng nổi lên bên ngoài bộ quốc phòng nga tiết lộ hoạt động nằm trong quá trình thử nghiệm cấp quốc gia với các hệ thống tên lửa hứa hẹn đồng thời xác nhận tính ổn định của những tên lửa đang trong biên chế quân đội nga toàn bộ nhiệm vụ đề ra đã được hoàn thành kết quả cho thấy tên lửa nội địa có độ tin cậy cao bảo đảm an ninh chiến lược của đất nước lực lượng tên lửa chiến lược là một trong năm chi nhánh của quân đội nga được giao nhiệm vụ vận hành các giếng phóng icbm và các bệ phóng di động trong đó bao gồm hệ thống RT-2PM2, Tupom-M và RS-24JAS. Hồi năm 2021, một nguồn tin không tiết lộ tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tiết lộ rằng quá trình phát triển hệ thống ICBM tiếp theo mang tên KET có thể bắt đầu trong giai đoạn 2023-2024 nhằm xây dựng một hệ thống thay thế cho tên lửa JAS từ thập kỷ 2030. JAS được đưa vào sử dụng chỉ vài năm trước, thay thế hoàn toàn hệ thống rt 2 pm 2 tupom ss 27 Tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn và dự kiến mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch. JAS có thể được triển khai từ các phương tiện di động hoặc hầm phóng. Trong thông điệp liên bang vào ngày 29 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin đã cáo buộc phương Tây đang cố gắng làm suy yếu Nga. Ông cảnh báo về những hậu quả thảm khốc hơn của sự can thiệp vào nước Nga trong thời điểm hiện tại so với những giai đoạn trước đây. Tổng thống Putin tuyên bố, các đối thủ nên nhớ rằng Nga sở hữu vũ khí có thể tấn công mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Điều này có thể dẫn tới một cuộc xung đột có sử dụng vũ khí hạt nhân, nguy cơ hủy diệt nền văn minh. Cuộc thăm dò mới được tiến hành bởi đài truyền hình ZDF của Đức cho thấy rằng đại đa số người Đức không tin rằng Ukraine có khả năng chiến thắng Nga, ngay cả khi họ sử dụng vũ khí của phương Tây. Kết quả của cuộc khảo sát được công bố vào ngày 12 tháng 4 năm 2024 bởi Polyparometer, cho thấy chỉ có 1 phần 10 người Đức tin rằng Kiev có thể đạt được chiến thắng. Số lượng người Đức nghi ngờ tiếp tục tăng lên. Trong khi vào tháng 8 năm 2023, chỉ có 70% số người được hỏi cho biết họ không tin rằng Kiev sẽ chiến thắng, thì hiện nay có tới 82% số người được khảo sát không tin rằng Kiev có thể đánh bại Nga. Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng không đến một nửa số người Đức muốn chính phủ của họ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo dữ liệu, 42% số người được hỏi ủng hộ việc hỗ trợ mạnh mẽ hơn, trong khi 31% muốn duy trì ở mức tương tự và 22% cho rằng nên giảm bớt. Poli Barometer cho biết, người Đức ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn trên lục địa châu Âu và họ yêu cầu sự tham gia trực tiếp của các lực lượng vũ trang quốc gia. Có đến 53% số người được hỏi xem đó là một mối lo ngại nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. Hầu hết người dân ở Đức cũng tin rằng quân đội sẽ không đủ khả năng tham gia vào một cuộc xung đột quy mô lớn gần 80% số người được hỏi cho biết lực lượng vũ trang Đức hay Bundeswehr sẽ ở thế yếu trong trường hợp xảy ra xung đột, ngay cả khi là một phần của NATO, chỉ có 13% có ý kiến khác. Cuộc khảo sát của Polyparometer đã được nhóm nghiên cứu Im thực hiện thay mặt cho ZDF trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4 năm 2024 với sự tham gia của 1.254 cử tri đủ điều kiện trên toàn quốc Đức. Dữ liệu được công bố một tháng rưỡi sau một cuộc thăm dò khác chỉ ra rằng chỉ có 10% cư dân từ 12 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU tin rằng Ukraine có thể đánh bại Nga trên chiến trường. Cuối tháng 2 năm 2024, kết quả từ Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu ECFR công bố cho thấy rằng 20% số người được hỏi dự đoán rằng Moscow sẽ giành chiến thắng và 37% tin rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc thông qua một số hình thức thỏa hiệp. Trong khi đó, mới đây Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga đồng thời nói rằng Berlin sẽ không ngừng nỗ lực ủng hộ Kiev. Ông Sol cho rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine là chìa khóa để khôi phục hòa bình ở châu Âu. Cuối tháng trước, Thủ tướng Sol tiết lộ một số quốc gia trong đó có Ukraine đang thảo luận ở cấp độ cố vấn an ninh về các điều kiện có thể dẫn đến hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Thủ tướng Sol nhấn mạnh hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Nga nhiều lần khẳng định để ngò đàm phán với Ukraine với điều kiện Kiev thừa nhận tình hình thực tế, nói cách khác là thừa nhận sự kiểm soát của Nga đối với một số vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, hồi tháng 10 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow tuyên bố sắp nhập bốn tỉnh của Ukraine.